Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình ngày mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình Cánh Búc Vợ sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm mứt thơm đơn giản tại nhà nhé. Mứt thơm của mình là hôm nay là mứt thơm viên đó, viên tròn ăn rất là ngon luôn. Nếu mà các anh chị và các bạn đang tìm những cái món ngon cho ngày Tết thì hãy tham khảo thêm một cái cách làm mứt của gia đình mình đi ạ. Và đây là tất cả nguyên liệu có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là hai trái thơm đã được cắt vỏ và bỏ mắt rồi ha. Với thêm 250g đường, một muỗng cà phê muối, một miếng chanh nhỏ nhỏ như thế này nhé, hai muỗng cà phê mật ong. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ bắt tiến hành vô làm thôi. Đối với cái phần thơm thì chúng ta sẽ xắt nhỏ, thật là nhỏ ra. Mình bỏ cái cuống nhé. Mọi người sẽ xắt mỏng ra như thế này và mình sẽ xắt mỏng nhỏ ra nữa. Có nhiều các anh chị và các bạn thì bỏ vô máy xay sinh tố xay, nhưng mà mình cảm thấy xay nó nát quá thì nó lại không ngon, nên mình thích là mình xắt sợi như thế này, mỏng rồi mình xắt sợi ra. Thì khi mình xên á thì cái thơm nó sẽ ra vừa ăn hơn chứ nó không có bị nước. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ làm hết cái số thơm của mình cần làm nhé. Khi mà đã xắt nhỏ ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ ướp đường vô. Mình sẽ cho vô cái phần đường này vô á. Và mình đảo đều lên. Rồi, mình đã đảo đều lên hết cái phần đường để thấm vô cái phần trái thơm rồi thì chúng ta sẽ để ở đây một chút xíu. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô đây muối để dặn lại cái vị ngọt của đường và cái vị chua thanh của thơm. Và chúng ta sẽ để ở đây cho khi nào mà cái đường nó tan hết ra nha. Có tầm 1 tiếng mấy thì cái phần đường nó sẽ tan ra hết. Và khi mà cái phần đường nó tan ra hết rồi thì chúng ta sẽ bỏ lên bếp và mình tiến hành mình xên. Mình đun lên cho cái phần nước đường nó sôi lên như thế này. Và chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ và mình cứ xên cho tới khi nào mà cái mứt của mình nó quẹo lại và cái phần đường nó rút hết thì chúng ta là cái mứt của mình đã đạt nhé. Và nhớ lưu ý rằng chúng ta nên đảo đều tay, tại vì cái đường thì nó rất là dễ bị khét. Đó, và mình cứ vậy mình xên. Cái này thì các anh chị thích ăn kẹo thì mình viên thành viên. Còn nếu mà mình làm bánh á, thì mình sẽ làm cái nhân trong cái bánh bánh khóm á. Thì cái nhân nó cũng y chang như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Xem một lúc thì cái phần đường đã rút lại và cái thơm của mình bắt đầu lên màu rồi đó. Thơm lắm. Mình đứng ở gian bếp lúc này thì rất là thơm, nức cái mùi thơm nè. Đó, mọi người thấy không, bắt đầu nó kết dính lại rồi đó. Và cái thơm của mình nó đã chín đều rồi. Đường nó cũng sắp rút rồi. Nó dẻo, mọi người thấy không, thấy đảo bây giờ bắt đầu nặng tay rồi đó. Và khi mà mình thấy đảo nặng tay như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho hai muỗng cà phê mật ong vô. Vì sao mình không có cho mật ong ngay lúc đầu mà mình cho lúc này? Tại vì gần xong rồi mình hẳn cho thì như vậy thì nó sẽ nhạy cái mùi mật ong lên và nó sẽ thơm hơn và không bị đắng. Tiếp theo mình sẽ cho 1,5 muỗng cà phê nước cốt chanh vô đây nữa để cho cái mùi mứt của mình nó thơm hơn á. Và chúng ta sẽ đảo đều lên cho tới khi nào mà cái phần
mứt của mình á, nó kết chín lại và nó khô hết đường là chúng ta sẽ tắt bếp nha. Đó mọi người thấy không? Rất là dẻo rồi, bây giờ nó rất là dẻo rồi đó. Và mình xên tới như vậy là được rồi. Thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình để cho nó hơi nguội nguội một chút, rồi mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình vo thành những cái viên tròn để áo có một lớp đường nha. Đó, mình sẽ làm như thế này nè. Mình sẽ vo một cái viên tròn như thế này và mình áo qua một lớp đường. Thì như vậy thì nó sẽ tạo thành những cái khối tròn tròn rất là đẹp luôn á. Đó mọi người thấy không? Và chúng ta sẽ cứ làm lần lượt cho tới khi nào hết cái số mít của mình cần làm. Khi mà mình áo qua lớp đường như thế này á, thì khi bảo quản cũng rất là lâu và ăn thì nó có cái vị dịu dẻo nè. Và cái mùi thơm của trái thơm đặc tính của nó rất là ngon luôn và không có bị ngọt gắt đâu ạ. Vậy là hôm nay gia đình kênh của vợ đã chia sẻ xong cái cách làm mứt thơm viên đơn giản tại nhà để các anh chị và các bạn kịp đón Tết nhé. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn hấp dẫn thì hãy cho gia đình kênh của vợ một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Rồi, kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.